Sáng thế chương 39. Joseph bị bán cho Phô-ti-phan. Các lái buôn mang Joseph xuống Ai Cập. Có một người Ai Cập tên Phô-ti-phan làm quan cho vua Ai Cập và chỉ huy đội cận vệ hoàng cung. Ông ta mua Joseph từ mấy người Ích-ma-ên, là những người đã mang Joseph đến đó. Chúa ở cùng Joseph nên ông rất thành công. Ông sống trong nhà ông chủ là Phô-ti-phan người Ai Cập. Phô-ti-phan thấy Chúa ở cùng Joseph và phù hộ Joseph thành công mọi phương diện. Phô-ti-phan rất hài lòng về Joseph nên cất nhắc Joseph làm đầy tớ riêng cho mình. Ông đặt Joseph quản trị cả nhà, giao hết cho Joseph mọi tài sản mình. Vì Joseph quản trị nhà cửa và tài sản Phô-ti-phan nên Chúa ban phúc lành cho mọi người trong nhà đó nữa. Chúa cũng ban phước cho cả mọi thứ thuộc về Phô-ti-phan trong nhà cũng như ngoài đồng ruộng. Nên Phô-ti-phan để Joseph quản trị mọi tài sản mình, không quan tâm về chuyện gì cả ngoại trừ thức ăn của mình. Joseph bị ngồi tù. Joseph có vóc dáng khỏe mạnh và đẹp trai. Sau một thời gian, vợ của chủ nhìn Joseph và bảo: "Hãy đến ân ái cùng ta." Nhưng Joseph từ chối bảo rằng: "Ông chủ tin cậy giao cho tôi mọi thứ trong nhà này. Ông đặt tôi cai quản mọi tài sản của ông. Trong nhà này không có ai lớn hơn tôi. Ông chủ không giữ lấy cho mình cái gì cả ngoại trừ bà, vì bà là vợ ông ấy. Làm sao tôi dám làm chuyện gian ác như thế được, vì đó là phạm tội với Thượng Đế." Hằng ngày bà ta cứ nói hoài như thế với Joseph, nhưng ông không chịu đi lại với bà hay lại gần bà. Một ngày nọ, Joseph đi vào nhà lo công việc thường lệ. Lúc ấy không một gia nhân nào khác có mặt trong nhà. Bà chủ liền níu áo Joseph bảo: "Hãy lại ân ái với em nào." Nhưng Joseph buông áo bỏ chạy ra ngoài. Khi thấy Joseph đã bỏ áo lại trong tay mình và chạy ra ngoài, bà liền kêu mấy đứa đầy tớ trong nhà lại nói rằng: "Xem này, họ mang thằng nô lệ Do Thái vào đây để làm nhục chúng ta. Nó đến gần định cưỡng hiếp tao nhưng tao la lên. Nghe tao la, nó hoảng sợ thoát chạy bỏ lại cái áo này trong tay tao. Bà ta giữ cái áo cho đến khi chồng về, rồi mách lại chuyện đó. Bà bảo: "Thằng nô lệ Do Thái anh mang về nhà đã làm nhục em. Khi nó định đến gần em thì em la lên. Nó thoát chạy bỏ lại cái áo nó mặc đây." Khi chủ Joseph nghe vợ kể lại rằng đây là điều thằng nô lệ của anh làm cho em, thì ông ta phừng phừng nổi giận. Phô-ti-phan bắt Joseph tống vào ngục giam các tù nhân của nhà vua. Thế là Joseph ngồi tù. Nhưng Chúa phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ, nên Ngài khiến cai ngục cũng thích Joseph. Viên cai ngục chọn Joseph cai quản tất cả các tù nhân, nên Joseph quản trị mọi việc trong tù. Viên cai ngục không bao giờ bận tâm đến những gì đã giao cho Joseph lo, vì Chúa phù hộ Joseph khiến ông thành công trong mọi việc. Sáng thế chương 40. Joseph giải nghĩa hai giấc mộng. Sau các chuyện ấy, có hai sĩ quan hoàng gia làm vua bất bình, đó là quan dâng rượu và quan làm bánh cho vua. Nhà vua nổi giận với quan dâng rượu và quan làm bánh, nên tống giam họ vào nhà ngục của viên chỉ huy đội cận vệ cùng nơi Joseph bị giam. Viên chỉ huy đội cận vệ giao hai tên tù mới cho Joseph coi sóc. Cả hai bị giam một thời gian. Một đêm nọ, trong khi họ đang ngồi tù, cả hai quan hầu rượu và quan làm bánh đều chiêm bao.
mỗi giấc mộng có ý nghĩa riêng. Sáng hôm sau, khi đến thăm họ, Joseph thấy hai người có vẻ lo âu. Ông hỏi họ, hôm nay sao các ông có vẻ không vui như thế? Hai người trả lời, đêm qua chúng tôi nằm chiêm bao, nhưng không ai biết giải thích ý nghĩa chiêm bao đó cho chúng tôi cả. Joseph bảo, Thượng Đế là đấng có thể giải thích ý nghĩa chiêm bao. Mấy ông hãy thuật chiêm bao cho tôi nghe đi. Chiêm bao của quan hầu rượu. Quan hầu rượu kể cho Joseph nghe chiêm bao của mình. Ông kể, trong chiêm bao tôi thấy một dây nho. Trên dây nho có ba nhánh. Tôi thấy các nhánh trổ nụ và hoa rồi sinh ra trái nho chín. Tôi đang cầm ly vua trong tay, nên tôi hái các trái nho ép nước vào trong ly và dâng lên cho vua. Joseph bảo, tôi sẽ giải thích điềm chiêm bao cho ông. Ba nhánh tức là ba ngày. Ba ngày nữa nhà vua sẽ thả ông ra, rồi cho ông nhận lại việc cũ. Ông sẽ hầu rượu cho vua như trước. Nhưng khi được tự do rồi, thì xin nhớ đến tôi nhé. Hãy tốt với tôi, nói với vua dùm cho tôi, để tôi ra khỏi nhà tù này. Tôi bị cưỡng bách mang ra khỏi đất nước của người Do Thái, mặc dù tôi không làm gì nên tội để phải ngồi tù. Chiêm bao của quan làm bánh. Quan làm bánh thấy lời giải thích của Joseph có vẻ tốt, nên cũng kể cho ông nghe chiêm bao mình. Tôi cũng có một chiêm bao. Trong chiêm bao tôi thấy có ba giỏ bánh trên đầu tôi. Trong giỏ trên cùng có đủ thứ bánh tôi làm cho vua. Nhưng mấy con chim đáp xuống ăn hết bánh trong giỏ trên đầu tôi. Joseph bảo, tôi sẽ giải thích cho ông biết ý nghĩa chiêm bao đó. Ba giỏ bánh tức là ba ngày. Ba ngày nữa vua sẽ chém đầu ông. Vua sẽ treo xác ông lên cây rồi chim sẽ bay đến rỉa thịt ông. Joseph bị lãng quên. Ba hôm sau vào ngày sinh nhật mình, vua mở tiệc thết đãi các sĩ quan hoàng gia. Trước mặt các quan, vua đưa trưởng quan hầu rượu và trưởng quan làm bánh ra khỏi ngục. Vua phục chức cho trưởng quan hầu rượu, nên quan đó lại được dâng rượu vào tay vua. Nhưng vua cho treo cổ viên trưởng quan làm bánh lên cây. Mọi việc xảy ra y như Joseph giải đoán. Nhưng trưởng quan hầu rượu không còn nhớ đến Joseph nữa. Ông quên bẵng Joseph đi. Sáng thế, chương 41. Các chiêm bao của vua. Hai năm sau, vua nằm mộng thấy mình đang đứng bên bờ sông Ninh. Vua thấy bảy con bò cái mập tốt từ sông đi lên và đứng đó ăn cỏ. Rồi có bảy con bò cái ốm yếu xấu xí cũng từ sông đi lên. Chúng đứng cạnh các con bò mập trên bờ sông Ninh. Bảy con bò gầy còm ốm yếu ăn thịt bảy con bò mập tốt, rồi vua thức giấc. Vua ngủ lại và thấy chiêm bao lần thứ nhì. Trong chiêm bao, vua thấy bảy giá lúa chắc cùng mọc trên một cọng lúa. Sau đó có bảy giá lúa khác cũng mọc lên, nhưng lép và bị gió đông cháy xém. Các giá lúa lép nuốt bảy giá lúa chắc. Nhà vua chợt thức giấc và thấy đó chỉ là chiêm bao. Sáng hôm sau, vua rất băn khoăn lo lắng về hai điềm chiêm bao. Nên vua triệu tập các thuật sĩ và học giả trong xứ Ai Cập đến. Vua kể lại chiêm bao cho họ nghe, nhưng không ai giải thích được. Lúc đó, quan hầu rượu thưa cùng vua rằng, bây giờ tôi mới nhớ lại lỗi của tôi. Trước đây khi nổi giận cùng quan làm bánh và tôi, bệ hạ đã tống giam chúng tôi vào ngục trong nhà của viên chỉ huy đội cận vệ. Lúc ngồi tù, hai chúng tôi thấy chiêm bao cùng một đêm. Mỗi chiêm bao mang ý nghĩa khác nhau. Có một thanh niên Do Thái, tôi tớ của viên chỉ huy đội cận vệ, cũng ngồi tù chung với chúng tôi. Khi chúng tôi kể lại chiêm bao cho anh ta, thì anh ta giải thích được ý nghĩa chiêm bao của từng người. Rồi mọi việc xảy ra đúng như anh ta tiên đoán. Tôi được phục chức, còn quan làm bánh bị treo cổ. Nhà vua cho triệu Joseph đến. Các lính cận vệ liền mang Joseph ra khỏi ngục.
cạo râu, cho mặc quần áo mới rồi đi ra trình diện vua. Nhà vua hỏi Joseph, ta có một chiêm bao nhưng không ai giải thích ý nghĩa được. Ta nghe nói ngươi có thể giải mộng được nếu kể lại giấc mơ cho ngươi nghe. Joseph trả lời, tự mình tôi không thể giải thích ý nghĩa của chiêm bao, nhưng Thượng Đế có thể làm được điều đó cho vua. Vậy vua kể cho Joseph nghe như sau. Trong chiêm bao ta thấy ta đang đứng bên bờ sông Ninh. Ta thấy 7 con bò cái mập tốt từ sông đi lên ăn cỏ. Rồi ta thấy 7 con bò nữa gầy còm ốm yếu cũng từ sông đi lên. Mấy con bò đó thật xấu xí mà ta chưa hề thấy trong cả xứ Ai Cập từ trước tới nay. 7 con bò gầy còm xấu xí này nuốt 7 con bò mập đầu tiên. Nhưng sau khi chúng ăn thịt 7 con bò kia, không ai thấy có gì khác vì chúng vẫn gầy còm ốm yếu như trước. Rồi ta thức giấc. Ta lại thấy một chiêm bao nữa. Ta thấy 7 giá lúa chắc cùng mọc trên một cọng lúa. Rồi có 7 giá lúa khác mọc lên sau. Nhưng 7 giá lúa này thì lép và bị gió nóng thổi từ phương đông cháy xém. Mấy giá lúa lép nuốt mấy giá lúa chắc. Ta kể chiêm bao này cho các thuật sĩ nhưng không ai giải thích được ý nghĩa cả. Joseph giải mộng cho vua. Joseph liền thưa với vua, cả hai chiêm bao đều có cùng một ý nghĩa thôi. Thượng Đế báo cho vua biết điều ngài sắp làm. 7 con bò cái mập tức là 7 năm và 7 giá lúa chắc cũng sẽ là 7 năm. Hai chiêm bao mang cùng một ý nghĩa. 7 con bò cái gầy còm ốm yếu tức 7 năm và 7 giá lúa lép bị gió đông thổi cháy xém là 7 năm đói kém. Biến cố này sẽ xảy ra như tôi đã tâu vua. Thượng Đế tỏ ra cho vua điều ngài sắp làm. Vua sẽ có 7 năm trúng mùa, thức ăn dư dật trong khắp xứ Ai Cập. Nhưng sau 7 năm đó sẽ có 7 năm đói kém theo sau. Và người ta sẽ không còn nhớ lương thực đã trồng trong xứ Ai Cập nữa. Thời gian đói kém sẽ làm đất đai tiêu điều. Dân chúng không còn nhớ thời kỳ dư dật lương thực nữa. Vì cơn đói kém tiếp theo rất khủng khiếp. Hai điềm chiêm bao của vua mang cùng một ý nghĩa. Điều này cho thấy Thượng Đế nhất quyết thực hiện ý định ngài và ngài sẽ sớm thực hiện ý đó. Cho nên vua hãy chọn một người khôn ngoan hiểu biết đặt cai quản cả xứ Ai Cập. Vua cũng hãy bổ nhiệm các viên chức cai trị khắp xứ. Họ sẽ thu 1/5 lương thực trong 7 năm trúng mùa, rồi tích trữ lương thực trong các năm trúng mùa sắp đến. Và nhân danh vua chứa số lương thực ấy trong các thành phố và canh giữ cẩn thận. Số lương thực ấy sẽ được dùng vào 7 năm đói kém sẽ đến trong xứ Ai Cập. Như thế, trong 7 năm đói kém, dân chúng Ai Cập sẽ không phải chết đói. Joseph được cử cai quản xứ Ai Cập. Nghe lời đề nghị đó, vua thấy có vẻ hợp lý. Tất cả các quan trong triều cũng đồng ý. Vua hỏi họ, chúng ta tìm đâu ra người nào xứng đáng hơn Joseph để đảm nhận việc này? Thần linh của Thượng Đế quả thật ngự trong anh ta. Vua liền bảo Joseph, Thượng Đế đã tỏ cho ngươi biết những việc này. Không ai khôn ngoan, thông sáng hơn ngươi nữa. Cho nên ta cử ngươi quản trị cung điện ta. Mọi người phải tôn trọng ngươi, chỉ có một mình ta là trên quyền ngươi mà thôi. Vua bảo Joseph, này, ta đã cử ngươi cai quản cả xứ Ai Cập. Rồi vua tháo nhẫn mình, có ấn vua, khỏi ngón tay và đeo vào ngón tay Joseph. Vua cấp cho Joseph áo quần bằng vải gai mịn để mặc và đeo vòng vàng vào cổ Joseph. Vua cho Joseph đi xe ngựa thứ nhì của vua, rồi cho người đi trước hô lên. Hãy cúi đầu xuống. Đó là dấu hiệu cho thấy vua đề cử Joseph quản trị cả xứ Ai Cập. Vua bảo Joseph, ta là vua. Ta bảo rằng không ai trong xứ này được phép giơ tay hay chân nếu ngươi không cho. Vua đặt tên Joseph là Sa-phê-nát-ba-nê-a. Vua cũng ban cho Joseph cô vợ tên A-sê-nát, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy tế lễ Thành-on. Vậy Joseph đi thăm khắp xứ Ai Cập.
Joseph được 30 tuổi khi bắt đầu phục vụ vua Ai Cập. Ông rời triều đình vua và kinh lý khắp xứ Ai Cập. Trong 7 năm trúng mùa, đất cho hoa lợi rất nhiều. Joseph thu góp hết thực phẩm sản xuất trong xứ Ai Cập trong 7 năm trúng mùa và tồn trữ trong các thành phố. Ở thành nào Joseph cũng trữ ngũ cốc trồng trong ruộng quanh thành đó. Joseph tồn trữ ngũ cốc nhiều như các bãi biển đến nỗi ông không thể tính được nữa. Vợ của Joseph là Asenet, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy tế lễ thành On. Trước khi cơn đói kém đến, Joseph và Asenet đã sinh hai con trai. Joseph đặt tên cho đứa đầu là Manasse và bảo: Thượng đế đã làm cho tôi quên hết những cảnh khốn khó tôi đã gặp và quên gia đình cha tôi. Joseph đặt tên con trai thứ nhì là Ephraim và bảo: Thượng đế đã ban cho tôi con cái trong xứ mà tôi gặp khốn khó. Nạn đói kém bắt đầu. 7 năm trúng mùa chấm dứt trong xứ Ai Cập. Sau đó 7 năm đói kém bắt đầu, đúng như Joseph tiên liệu. Trong khắp thế gian dân chúng không có gì ăn, nhưng trong xứ Ai Cập thì có lương thực. Cơn đói kém trở nên khủng khiếp trong cả xứ Ai Cập, cho nên dân chúng đến kêu xin vua ban cho lương thực. Vua bảo họ: Mấy anh hãy đi đến Joseph mà xin, người bảo gì thì làm như thế. Cả thế giới lâm nạn đói nên Joseph mở kho bán ngũ cốc cho dân chúng Ai Cập. Vì cơn đói kém trở nên khủng khiếp trong nước, dân chúng tất cả các nước đều đến mua ngũ cốc từ Joseph. Vì đâu đâu trên thế giới cũng gặp nạn đói kinh khủng.